anh em chúng tôi đã đến được đền thờ ông Hoàng Mười của Nghệ An nhé. Chúng tôi đã lên đèo ngang rồi và định dừng xe camping ở đây nhá. Đấy. Tôm hùm sống. Làm tầm tảo ngang. Củ khoai là sao? Một củ khoai và 12 gánh nước à? Cô bán khoai có bảo một củ khoai 12 gánh nước ấy. Mọi người nhìn thấy ngọn hải đăng không? Đang ở trên đỉnh núi kìa. Đấy, cái ngọn hải đăng ấy. Đó, cái vệt đấy là vệt ngọn đèn hải đăng nhá. Thì đây là cửa Tùng nhá, mà gọi là Mũi Lay. Anh em chúng tôi đã đến Mũi Lay và lúc này là 7 giờ tối rồi. Do mải đi chợ quá, thế thì bây giờ đang bắt đầu lại công cuộc bếp núc hạ trại. Nhưng mà đợt này thì đang đợi thêm xe của anh Tiến ở Bình Dương nữa. Thế mà chơi theo kiểu mới là ở đây là bãi biển sát biển luôn. Mà số anh em tôi hơi nhọ tí là vẫn gặp phải thời tiết nó hơi mưa, đâm ra là nó hơi vất vả chút xíu. Nhưng mà không vấn đề gì, đủ đồ rồi, dân chơi không sợ mưa rơi. Đây, bữa tối hôm nay là có tôm hùm hấp này. Đúng rồi, hấp rau trước đi. Đấy, rồi đây, tất cả đây, là chuyển sang món hấp, cá hấp. Rồi, này hấp cá này là con cá là vô địch. Đâu, cá đâu, cá đâu, cá đâu. Đấy, rửa chưa, rửa chưa. Bây giờ mang đi rửa ra hẳn biển rửa luôn này. Mang ra biển rửa này. Đấy. Cá này là quên mất, đấy, nguyên con luôn. Không biết, cá mú, cá mú. Cá mú. Đấy, thấy không, tươi nguyên nhá. Một anh đang đi rửa, một anh cầm đèn đi theo. Hơi yên tâm. Đây là buổi đêm mà lại mang cá ra biển để rửa. Đây, ông Tuấn với cả tôi, một ông quay phim và một ông thì đây đang ra biển, ra tận biển nhá. Gió biển thì thổi phù luôn. Đây, mang cả cái xô ra vũng nước biển này. Đây, đây, Tuấn đưa anh cầm đèn cho Tuấn ơi. Cầm cái này. Ôi, kéo nó chạy nó mất. Rồi. Cao tay áo lên. Biển cửa Tùng đẹp vô cùng luôn. Hôm nay chỉ hơi mưa gió lạnh tí thôi. Đây, vào đây, vào đây. Anh em ơi, đây này, cá hấp này. Đấy, vừa rửa dưới biển xong này. Hấp tại chỗ đã. Các cái đoạn clip trước đã nói cho anh em rồi, mình không nên ăn đồ nướng quá nhiều. Bây giờ mình chuyển sang hấp, anh em thấy không? Đấy, tôm hùm đây nữa này, không phải hai con đâu mà nó là một rổ kia. Một rổ to. Đấy, con mang em bê rổ tôm hùm vào đây cho anh em nhìn. Đấy, đây lại chờ cho tôm hùm đi. Hấp trên này nó mới chất như nước cất này. Xong rồi tí nữa là cái nồi cháo đang kia kìa. Đổ vào nhau. Đây. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Hà Nội làm sao mà có cái thứ như này được, đấy còn đang ngọ nguậy sống nhăn sống nhở này. Đấy, nhà hàng này là biển 30.000 tỷ sao. Chắc phải đè xuống em ơi, nó hơi bị to quá em ạ. Phải xỉa ra một tí. Dạ. Ở sau đây vì khe cao phát để nó bị vẫn đấy anh. Khe nó bị khe nó mất hơi. Bây giờ là nồi cháo thạch xanh nhá. À không sợ, không sợ, bốc thì rơi. Đây, cá này. Ui. Đấy. Khói quá, khói quá. Khói quá. Đây là để anh sẽ mở lên bằng cái này. Cho anh em xem đồ cháo thì. Đây. Đấy đã. Quay phim hình ảnh nó mà sống động thì chuyện ăn. Đây. Bắt Tuấn quay phim cho Tuấn vào đây. Đúng rồi, cây hả? Đúng rồi, ơi. Quá ngon. Nguyên quả đầu cá với lòng cá cho vào đây nấu cháo này. Hồi nay mà không ngon. Đấy. Không nói chuyện, em nhớ lên tí nữa nhỉ, cho nó lăn tăn thôi nhỉ. Ờ, lăn tăn thôi chứ. Bố ăn bò, cây ăn cao kìa. Rồi. Bố ơi, bố ăn cao kìa. Cháo mà nấu bằng nồi gang này thì nó là quá đỉnh luôn. Ở cho chị chui vào mà. Em chui qua giường mà vào. Đây rổ tôm luôn ạ. Thế sao không cho cái đầu tôm này vào nhỉ? À, tôi
cháo đầu tôm hùm ấy à? Cho ít đầu tôm hùm không? Thế bây giờ mình làm nào, mình cắt đầu nó ra chứ nhỉ? Tất nhiên là mình hấp lên, mình lúc ăn mình bẻ ra rồi bẻ mình đem vào đây, đúng không? Vâng. Thế thì thêm ngọt đúng không? Ôi giời ơi. Từng này tôm hùm mà cho nồi cháo thì 1 triệu bát. Triệu bát thế. Đáng quá, nhà hàng nghìn sao. Bây giờ tối nay lại chuyển sang món bia Hà Nội. Hà Nội bâu. Đi đâu cũng mang theo. Thế còn ở đây giới thiệu cho các bạn biết là cái điểm kem này ấy, thì nó là mũi lay. Nhưng mà các bạn lưu ý là chúng tôi vừa ở đây ấy, thì là anh em công an xã ra nhắc là ở đây là không được cắm trại qua đêm. Thế nhưng mà tôi đã bộ ngoại giao rồi, đấy là xin phép được rồi. Thì là đây là đoàn đầu tiên được ngủ qua đêm ở đây. Lần sau các bạn mà đến ở đây ấy, chỉ được chơi đến 10 giờ thôi, còn phải ra cửa Tùng. Và cửa Tùng thì anh em đi kem nhiều quá biết rồi, không có gì lạ cả. Nhưng ở đây ấy, cái mũi lay này ấy, sáng mai tôi sẽ quay cho các bạn xem rất nhiều các cái thuyền ấy. Người ta ở trong vịnh mà thuyền nó về họ đánh cá ấy, chỉ họ đi khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi là về lại có cá để chúng ta lại ăn uống và mua cá mua hải sản luôn. Đấy là những cái điều mà khá đặc biệt trong biển, rất là đẹp. Khung cảnh thì ok rồi, có cái ngọn hải đăng nhé, hải đăng xa xa ra đảo Cồn Cỏ thì cũng không có xa, khoảng 35 hải lý thôi, tức là 2 tiếng chạy thuyền, và cũng có những đội đã chạy thuyền rồi. Bây giờ ăn tối. Ông ấy ra cửa Tùng rồi, ông để các em bé vợ con đấy rồi, nhưng mà ông ra bắt sót được món tôm hùm hun khói. Tôm hùm hấp hun khói khổng lồ. Tiến chạy từ Nam Định vào đến đây là mất bao nhiêu tiếng nhỉ? Em chạy mất 8 tiếng. Là bao nhiêu cây nhỉ? Từ Nam Định. Gần 600 cây, 580. 8 tiếng. Gần 600 cây, cứ làm tròn là 600 cây, tức là 600 mà chia cho 8 là bao nhiêu, bình quân là bao nhiêu? Khoảng 50 km/h. Sao 50 mới biết được? 8, không phải 70. 70. Vâng, 70 một tiếng. Gần. Đấy là chưa tính nghỉ trưa một gần 1 tiếng đấy. À, chỉ phải chưa 1 tiếng. Phải nào là 80 km. Có những lúc 80, 90 và ông ấy chạy toàn vượt tốc độ đẹp nhá. Ông Tiến thì ông đã đi lên đi tí cùng anh em rồi. Thế nên bây giờ là hôm nay ông ấy thử thức tập kiểu mới. Rất tuyệt vời gặp anh Dũng, anh Đoàn. Thế anh em mình nâng ly nha. Nâng ly. Chúc mừng. Xếp đâu? Đây là quay xem bạn nó quay chuẩn như đã thì kiểm tra được chưa anh? Ủa em chưa tắt đâu, trưởng không gọi thế này thằng nào em chưa tắt. Xin chào tất cả mọi người, tất cả các anh chị em trong cộng đồng Vinh Vượt Tân Yêu, xin chào rồi cùng chào. Hơn 60.000 anh em nhé, anh em chịu khó ủng hộ đoàn của chúng tôi một tí. Và hôm nay anh em tôi đang ngồi ở Vịnh Mốc ở Mũi Lay. Và đây là một nơi hôm nay thì nó bình thường rất đẹp, nhưng mà số chúng tôi hôm nay đến đây nó rất lạnh và nó rất mưa, quay hết lại rồi. Bây giờ lần lượt từng giới thiệu từng người một nhé. Bạn đầu tiên là bạn Uyên này, vợ của bạn Nghĩa, được gọi là tất cả những anh em nào mà học máy lạnh ấy, mà cần lắp máy lạnh ấy thì cũng ủng hộ nhau này. Tay nghề có lương tâm nhá, và làm giá hợp lý, không chém tôi chịu nhiệm. Vợ đây là bạn Dương này, Dương Navy này. Vợ của bạn Dương là bạn Uyên đang làm ở Vân lại nhầm. Vân đang làm ở MSB. MSB bộ phận bảo hiểm nhá. Đây là bạn Tiến ở Nam Định, vừa mới phi khoảng ở đấy vừa đoạn trước các bạn xem rồi, khoảng 600 km chạy về đây. Thế và đây bạn Tuấn nhá. Bạn Tuấn ở motorhome thế. Và anh em chúng tôi bây giờ lại thay trong một bát rồi bạn ơi. Ông Dương rồi. Mở bát món mới. Quay đi quay lại chứ khó xem nhá. Mùa hè anh em đến đây camping thì rất là đẹp, và hôm nay mùa đông thì lại chơi món này hấp và cũng là rất là ngon. Thế tôi thắng quay phim thì mỏi nhân chê. Nhưng mà tập clip này thì món nó ngon dần lên. Ngày mai anh em tôi ra phá Tam Giang mỗi ngày sẽ có một clip cho anh em xem nhá. Còn đây bạn gì phát nào? 2, 3. Yeah. Vượt là phê, đi là mê. Đây là nồi khoai mẹ suốt nhưng mà được hấp theo kiểu của đội phê phượt, tức là khoai mẹ suốt ăn với nước tôm hùm. Ở trên hấp tôm hùm, nước tôm hùm chảy xuống ngấm vào khoai mẹ suốt. Khoai mẹ suốt được gọi là một củ khoai 12 gánh nước. Ở vùng này là vùng khu vực Vịnh Mốc Vịnh này là toàn cát thôi, mà khoai trồng trên cát. Thì ngày xưa có cái câu ví dụ như vậy, bởi vì trồng một củ khoai nó rất là nhiều công sức của người lao động, thì chúng ta phải trân trọng. Và hôm nay chúng tôi làm mấy cân khoai mẹ suốt, giá là 50.000, rất là mắc luôn đấy. Nhưng mà không mặc cả bởi vì phải ủng hộ người nông dân, nhưng mà nó ngọt lắm. Và đây gọi là chốt lại là khoai mẹ suốt nhưng mà lại
ăn với nước tôm hùm nhé. Ngọt vô cùng, anh em phê phượt chẳng muốn ăn được khoai này lại phải hỏi đấy nhé. Yeah. Ba mở bát. Đây là người ta nếu mà chơi sóc đĩa thì gọi là mở bát. Đây là vừa đun ở ngoài củ lửa, bây giờ cho đây để anh em ăn này. 1, 2, 3 là nước tôm và đầu cá và đầu tôm. 1, 2, 3 lên. Trời ơi. Thánh giác hành. 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 Thánh giác cháu kinh khủng đấy. Các bà vậy thì tôi giải thích. Các bà vậy thì tôi giải thích. Đây, bà dừng đây. Bây giờ đến chuyên mục Thánh Giác Hành. Nhưng mà giải thích nhá, cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm nấu cháo ấy là của ông Nghĩa nhá. Ông ấy nói với tôi là nấu cháo ấy, tôi cứ bảo là phải ngoáy lên. Thế ông bảo là anh ơi không được ngoáy vì sao nhá. Ngoáy cháo là nó khê. Nhưng mà mình để như này thì nó làm nào đấy. Nhưng mà như nào được nhá, để giải thích cho anh em người ta có biết nấu. Tức là các cụ dạy em là nấu cháo là không được đụng đũa. À, thế nhưng cứ mà đun thôi. Cái hạt gạo ở dưới nó nảy nảy như nào, nói đúng không anh em ấy. Tức là khi đấy nó sôi là hạt gạo nó lẩy lên. À, nó còn đẩy vào, đụng vào thì cái hạt gạo kiểu một chất hồ ấy, nó dính xuống đáy phát là nó khê. À, thế bây giờ mình ngoáy thử phát nhá. Đây, 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 thiệt, đây, thiệt, ngoáy coi. Bây giờ thì ngoáy được chưa? Rồi, ăn là ngoáy tít luôn. Nào, bây giờ ngoáy nhá. Là thánh giác nốt. Ôi, ôi, không khê tí nào luôn. Rồi, đúng rồi. Đâu, cái anh thoải mái đi. Gia vị, thánh giác gia vị. Nào, ôi dồi ôi. Lên thánh hết rồi. Ôi dồi. Ôi giời, đây Bảo Huyền đấy. Nhưng không thể khiếm. Chép Huyền. Ngọt đừng hỏi luôn nhá. Đấy. Mà cá này còn rửa vào nước biển, ông Tuấn ông xách ra biển. Tôi là chiếu đèn để ông Tuấn mang cá ra rửa. Thôi, để xem nó. Ôi. Toàn thanh cá muối. Trời ơi. Đấy. Không khê tí nào luôn. Anh em xem các đoạn này anh em phải lưu ý là chưa kịp chào tạm biệt anh em, nhưng mà thôi để sáng mai chào sau nhé. Để tối nay anh em còn bày trò gì nữa thì chưa biết được, chưa biết sẽ bày trò gì. Đây anh em ơi, ông Tuấn phê phượt, ông Tuấn mô tô ông lại bảo là ăn cháo mà cháo. Quẩy bằng bánh quẩy, đa. Quẩy. Bánh đa Vĩnh Linh nhá, Vĩnh Bốc nhá. Hình như là cháo trai ấy, là phải có đấy, tí quẩy. Có quẩy. Quẩy đây à? Quẩy. Thôi mà ăn không ra gì, công chết với tôi. Làm tôi thử thật này. Thực sự luôn lại có vừng nó thơm anh ạ. Đấy. Ôi, thề luôn, ngon thật luôn. Rượu, 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 đây, cả cháo không. Ôi, cháo ăn bánh đa cả đời chưa được ăn bao giờ, món này mới quá. Ngon. Nhưng mà miền Trung người ta ăn tiết canh cũng phải cho bánh trắng, bánh đa này vào đấy. Cháo tôm hùm, đầu cá, đầu tôm hùm, bánh đa. Cũng là một cái cách mới, trải nghiệm mới, hoàn toàn hợp lý. Anh có chơi ít một tạt của bạn hai cách. Tôi lấy ông nghĩ ông còn bảo cho một tạt nữa. Em cho vào rồi mà. À. Hả? Con vào đây. Anh em ơi, trước khi chương sang chương con trình vào ăn kẹo, con ơi. Karaoke văn nghệ cây nhà lá vườn thì tôi được ông Nghĩa ông ấy bảo là anh ạ, hôm nay có món đặc biệt hơn, tối qua đã món rồi. Nhưng mà lại có món kẹo hạnh phúc nên gọi là kẹo Lucas. Con ơi, mà kẹo tự làm. Có bao nhiêu các loại hoa quả? Nghĩa. Cái này phải hỏi vợ em, hỏi em đi. 8 loại á, chúc mừng. 8 loại hoa quả nấu lên. 8 loại hạt. Mà nó ngọt rất là thanh luôn em ạ. Đường gì đấy? Sữa bột ạ, với cả kẹo marshmallow. Hạt điều, hạt rẻ cười, hạnh nhân, bí xanh, hoa hồng, mứt xoài dẻo. Cả... Tác giả kìa. Làm được bao nhiêu cân? 25 cân ạ. Đâu hết rồi? Làm một mẻ, bán hết. Ôi giời, mà làm 25. Chỉ răng một phát. Còn nếu mà làm tiếp thì chắc phải được khoảng 50 cân nữa. Mẹ nhà em, vì hôm đấy là không được dùng cái đấy ăn được. Em phải ăn nhiều hạt để cuốn rồi. Bây giờ bình thường là bao tiền một cân này? Em bán 450 một cân này. Năm sau đội phê phượt sẽ phải đặt. Bà làm gì bà dám biết 10 cân. Bà không phải đợi Tết đâu. Là đợt này về rảnh là ta làm luôn. Để ta mang đi các nơi ta phát cho anh em.
ngon lắm luôn đấy, ngọt thanh và cái hạt lẹ. Nhà em nhiều món lắm. Mứt dừa. Món này không bán á. Mứt dừa món này. Mứt dừa nó làm sen cái này mất thời gian. Này, bà làm bác sĩ mà sao bà làm cầu kỳ thế nhỉ? À, ôi hai vợ chồng cứ ngon. Ôi ông ơi, đây là dừa non. Dừa non ạ. Dừa non em tự sen tự hái tự làm tất cả. Dừa non tự sen tự hái tự. Làm được dừa ở ngon nhá. Nhưng người hỏi mua mà không dám bán thì làm mất công. Làm mất công quá tiếc. Không có thời gian đến bận mà lấy kẹo cái mất này ngon thật đấy. Kẹo ngon lắm. À đây anh báo cáo các em lần đầu tiên trong đời anh ăn nha. Còn em có trung thu, bánh trung thu thì nó mạng đăng trên đấy rồi, mạng xã hội rồi, nhưng mà mình chưa có dịp để mua. Rất nhiều người bên năm có một cái kia nó hôm em mua nhưng mà không ngon, nó hơi cứng đúng không anh? Nó cứng mà nó không mềm mà nó ít hạt lắm, dẻo. Ra là em làm để nhà ăn là chính đấy, xong là cùng một mẻ thì em làm luôn 25 cân. Đây thế là bánh khảo Cao Bằng đúng không? Đúng rồi, bánh khảo Cao Bằng. Bánh khảo 32 Cao Bằng nổi tiếng đấy. Đây là bánh khảo Cao Bằng và ăn vô cùng ngon. Hôm nay được hai món bánh hạnh phúc, à, kẹo hạnh phúc và bánh khảo Cao Bằng. Mà cái bánh này là mẹ bạn Dương nhỉ, Dương Navy làm nhỉ, và lại không bán nó mới đau chứ này. Nhưng mà anh em bạn thế này, nhìn đây này, miếng ngon đi, cho túi mang về. Đây này, cái gì nhỉ? Kẹo là vừng đen. Kẹo là vừng đen cũng của mẹ bạn làm này, thử miếng luôn thôi nhá. Đến đây bóc nha, kẹo là vừng đen bóc cho anh em nhìn này. Nên kéo khi về anh em mình mở nhà hàng mới lại quan bán cái đồ này được. Gọi là đặc sản. Tôi bây giờ thành chuyên gia review ẩm thực rồi nhá. Ôi, cái vị ngọt của nó rất là mát. Ôi, cái món đấy tuyệt vời đấy, em thích. Mê lắm luôn đấy. Trẻ Lam để ngày mai review. Mấy món này chuẩn là phải review. Quay phủ nhân cả đi. Đấy, Dương với tay cái giới thiệu à, quê ông ấy người Cao Bằng nhá. Nhưng mà cái món này của em ấy, trân trọng dành một phút để giới thiệu cho các bạn những món truyền thống bố của đặc biệt luôn. Cái bát ở chính giữa được gọi là kẹo hạnh phúc, tác phẩm của nhà Uyên Nghĩa. Năm nay làm đúng một cân, bán 600. Đấy là ra qua phê phượt cộng thêm 150 tiền vào giá. Anh em chê đắt đừng nên ăn thử, quá ngon luôn. Thứ hai là món bên cạnh nó ấy, là món bánh khảo. Đây, nó cứ nếu mà nguyên phong ấy thì nó vuông vuông như này. Đây, nguyên phong nó vuông vuông như này, rất giống bánh heroin luôn nhá. Ăn cực ngon của bác Hài là mẹ của bạn Dương Navy Cao Bằng. Bên cạnh đấy cũng là món chè lam, cũng là của quê Cao Bằng, cũng rất là ngon. Đây mới là cũng hay này, hạt bí này là vào Nhật Bản chọn từng quả, và quả nào thơm ngon ăn rất là dễ chịu nhá. Món kế tiếp cũng lại của nhà Dương Cao Bằng, đấy là món nó gọi là kẹo lạc vừng đen, ngọt thanh mát và chỉ làm cho nhà ăn. Nếu mà qua tay phê phượt giá 800.000 một cân, bởi vì anh chị em sẽ bảo ôi đắt thế, bởi vì chỉ tặng anh chị em ăn thôi chứ không bán. Tiếp tục món này là món mứt dừa non của nhà Uyên Nghĩa, là bán bao tiền nhỉ? Em không bán, chỉ là vô giá. Cái này lại là vô giá. Bà Uyên bà vừa nói lại một câu xác định là không bán, cho nên là anh em phê phượt tôi chịu khó đi cùng với cả đội chúng tôi nhé. Tôi thề luôn là chưa bao giờ tôi ăn mấy cái món nó ngon như này luôn, thật sự danh dự luôn, danh dự đời người luôn. Nhất là cái kẹo hạnh phúc này, mấy cái bánh khảo là ăn phê lắm, cái vừng đen nói chung là cái gì cũng phê. Hạt bí thì bình thường quen rồi, nhưng mà đúng là ba cái món kia là độc đáo đấy.